Chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý nhất trong ngày. Và tôi là Thùy Trâm, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn cập nhật được những tin tức thời sự đáng chú ý nhất trong ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi điểm qua những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trưa ngày 27 tháng 12, ca bệnh cộng đồng ở các tỉnh miền Trung vẫn tăng cao. Vĩnh Long thêm 889 ca mắc COVID-19 mới, không còn đơn vị cấp xã vùng xanh. Hơn 1.600 F0, Bắc Giang buộc người ngoại tỉnh phải có giấy xét nghiệm. Dấu hiệu suy hấp, bác sĩ hướng dẫn F0 điều trị tại nhà cần liên hệ y tế ngay. Trưa ngày 27 tháng 12, ca bệnh cộng đồng ở các tỉnh miền Trung vẫn tăng cao. Thưa quý vị, các địa phương miền Trung vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao, trong đó có hàng trăm ca cộng đồng. Tại miền Tây, số ca mắc đi ngang ở mức cao. Hà Nội, quận Hoàng Mai đứng đầu số ca mới. Tối ngày 26 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 1.887 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 794 ca cộng đồng. Quận Hoàng Mai đứng đầu với 276 ca mắc, tiếp đó là các quận huyện Đống Đa 166 ca, Gia Lâm 145 ca, Đông Anh 138 ca, Ba Đình 138 ca, Thanh Xuân 126 ca, Long Biên 124 ca, Tây Hồ 97 ca, Sóc Sơn 79 ca và Hoài Đức 78 ca. Hà Nam ghi nhận thêm 79 F0. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 26 tháng 12 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 79 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 79 trường hợp ghi nhận, có 19 bệnh nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn GY Hà Nam ở cụm công nghiệp Bình Lục, 6 trường hợp ở công ty trách nhiệm hữu hạn GY Hà Nam tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, 43 bệnh nhân liên quan ổ dịch tại công ty A Nam Electronics Việt Nam có địa chỉ ở khu công nghiệp Đồng Văn 4, 2 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại các công ty khác, 3 bệnh nhân trở về từ các địa phương khác và 6 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã ghi nhận trước đó. Nam Định ghi nhận thêm 96 F0. Thông tin từ Sở Y tế Nam Định cho biết, ngày 26 tháng 12, trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận 96 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có hơn 40 ca cộng đồng. Thái Bình ghi nhận 57 ca F0 mới. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 26 tháng 12, tỉnh Thái Bình ghi nhận 57 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 9 ca cộng đồng, 48 ca trong khu cách ly tập trung. Thanh Hóa thêm 291 ca mắc mới. Ngày 26 tháng 12, Thanh Hóa ghi nhận 291 ca mắc COVID-19, trong đó có 137 trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng, 154 trường hợp đã được cách ly từ trước. Đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 6.949 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 3.998 người điều trị khỏi được ra viện, 13 bệnh nhân tử vong. Nghệ An, 44 ca cộng đồng trong một bản. Tỉnh Nghệ An ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại với 166 trường hợp, trong đó có 62 ca cộng đồng. Đáng chú ý, có 44 ca cộng đồng được phát hiện tại bản Sẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Trong ngày, tại Nghệ An có 48 trường hợp được công bố khỏi bệnh và ra viện, thêm 1 trường hợp tử vong. Hiện địa phương này đang điều trị 1.371 bệnh nhân COVID-19. Hà Tĩnh, 10 ca mắc mới. Ngày 26 tháng 12, Hà Tĩnh ghi nhận 10 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng. Các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó. Tính từ ngày 4 tháng 6 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 1.558 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân đang điều trị là 275 người. Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 98% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm một mũi và 85% đã tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Đến thời điểm này, cả 3 đợt tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đạt tỷ lệ 97%. Quảng Bình, 14 ca COVID-19 mới. Trong ngày 26 tháng 12, tại Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 14 ca mắc COVID-19 mới đều ở trong cộng đồng. Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 39 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 3.586 ca mắc COVID-19, trong đó 3.053 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 425 người đang tiếp tục điều trị. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Quảng Bình có 95% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 87,34% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi. Quảng Trị, 38 ca mắc COVID-19, 17 ca cộng đồng. Ngày 26 tháng 12, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó phát hiện
Qua giám sát cộng đồng 17 trường hợp, 5 trường hợp trong khu phong tỏa, còn lại chủ yếu cách ly tại nhà. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 1.904 trường hợp mắc COVID-19, đang điều trị 532 người. Trong ngày, địa phương có thêm 20 trường hợp khỏi bệnh. Cà Mau ghi nhận 894 ca mắc mới, trong đó có 679 ca cộng đồng, 963 người điều trị khỏi, 7 người tử vong. Lũy kế toàn tỉnh đã có 32.781 ca mắc, trong đó có 16.220 người điều trị khỏi, 137 người tử vong. Đồng Tháp ghi nhận 781 người, trong đó có 249 ca cộng đồng. Trong ngày thêm 12 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 509. Ca mắc cộng dồn là 41.173 F0. Số bệnh nhân đang điều trị là 10.832 ca, trong đó có 91 ca rất nặng. Cần Thơ có thêm 715 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 758 ca. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, thành phố này đã có 47.976 ca mắc, trong đó có 35.749 ca điều trị khỏi. Trà Vinh ghi nhận 572 ca mắc mới, trong đó 549 F0 cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 18.700 người đã điều trị khỏi 7.058 ca. Trong ngày có 3 ca tử vong, cộng dồn là 119 ca. Bạc Liêu có thêm 489 ca mắc mới, trong đó có 280 ca cộng đồng, 718 ca bình phục và 3 ca tử vong. Lũy kế đến nay, tỉnh này có 27.033 ca nhiễm, trong đó có 20.623 ca bình phục, 220 ca tử vong. Bến Tre ghi nhận thêm 439 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 421 ca cộng đồng, trong ngày thêm 3 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 155. Hậu Giang ghi nhận 413 ca mắc mới, trong đó có 401 ca cộng đồng. Tính từ đầu đợt dịch, địa phương này đã ghi nhận tổng số 14.408 ca mắc, đã điều trị khỏi 10.997 ca. Vĩnh Long thêm 889 ca mắc COVID-19 mới, không còn đơn vị cấp xã vùng xanh. Thưa quý vị, Sở Y tế Vĩnh Long vừa công bố cấp độ dịch COVID-19 ở các địa phương với 52 đơn vị cấp xã thuộc vùng đỏ, tăng 2 đơn vị so với tuần trước và không còn vùng xanh. Chiều ngày 26 tháng 12, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc đã ký ban hành thông báo cấp độ dịch của tỉnh theo nghị quyết 128 Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long vẫn ở cấp độ 3, thị xã Bình Minh ở cấp độ 4 nguy cơ rất cao, vùng đỏ và 7 huyện, thành phố còn lại ở cấp độ 3 nguy cơ cao. Đáng chú ý, số ca mắc COVID-19 tăng liên tục trong nhiều ngày qua, đặc biệt là số ca mắc trong cộng đồng chưa có dấu hiệu giảm, khiến Vĩnh Long không còn đơn vị cấp xã nào là vùng xanh. Số đơn vị cấp xã chuyển thành vùng đỏ tại Vĩnh Long tăng từ 50 lên 52 so với tuần trước, gồm các phường 1, phường 2, phường 3, phường 5, phường 8 và Tân Hội, thành phố Vĩnh Long. Các xã An Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Long Phước, Lộc Hòa, Phú Đức, Phú Quế, Phước Hậu, Tân Hạnh, Thanh Đức và thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, các xã Chánh An, Hòa Tịnh, Long Mỹ, Mỹ An, Mỹ Phước, Tân Long, thị trấn Cái Nhung, huyện Mang Thít, các xã Hiếu Nhơn, Hiếu Phụng, Quế An, Trung Hiệp, Trung Hiếu, Trung Nghĩa, Trung Thành Đông và thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, các xã Bình Ninh, Hậu Lộc, Song Phú, Tân Lộc và Tân Phú, huyện Tam Bình, các xã Thiện Mỹ và thị trấn Ôn Trà, huyện Trà Ôn, các xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thành, Tân Hưng, Thành Lợi và thị trấn Tân Quế, huyện Bình Tân và tất cả 8 xã phường của thị xã Bình Minh. Có 41 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 và 14 địa phương còn lại dịch ở cấp độ 2. Chiều ngày 26 tháng 12, Sở Y tế Vĩnh Long cho biết trong ngày tỉnh đã ghi nhận thêm 889 ca mắc COVID-19 mới và 13 ca tử vong. Trong số các ca mới có 513 ca được ghi nhận qua khám sàng lọc trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế, 101 ca là F1 chuyển thành F0 khi được cách ly tại nhà và 275 ca bổ sung từ các ngày trước đó. Địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất trong ngày là huyện Long Hồ với 360 ca. Trong 13 ca tử vong mới ghi nhận trong ngày, đa phần là người cao tuổi. Trong đó có 2 trường hợp tử vong tại nhà và đáng chú ý có một nữ bệnh nhân tử vong mới 29 tuổi ở thị xã Bình Minh. Tỉnh cũng đang điều trị tại nhà hơn 6.400 F0 và cách ly hơn 12.700 F1 tại nhà. Vĩnh Long cũng đã tiêm ngừa vaccine COVID-19 mũi tăng cường và mũi bổ sung cho hơn 64.000 người từ 18 tuổi và tiêm đủ 2 mũi cho gần 97% người từ 12 tuổi trở lên.
Hơn 1.600 F0, Bắc Giang buộc người ngoại tỉnh phải có giấy xét nghiệm. Thưa quý vị, những ngày gần đây, số lượng ca mắc COVID-19 của tỉnh Bắc Giang tăng mạnh. Để ứng phó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu không được tụ tập xem bóng đá, hội họp, các chốt kiểm soát dịch cũng được kích hoạt, yêu cầu người ngoại tỉnh phải có giấy xét nghiệm COVID-19 khi qua chốt. Theo Sở Y tế Bắc Giang, đến 16 giờ ngày 25 tháng 12, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 61 ca mắc mới COVID-19, ca F0. Từ ngày 26 tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.649 ca F0. Trong ngày 25 tháng 12, tỉnh Bắc Giang có 35 ca F0 phát hiện qua khám sàng lọc trong cộng đồng, trường học và doanh nghiệp, 21 ca F0 liên quan đến người về từ Hà Nội, Bắc Ninh và các tỉnh phía Nam, trong đó 10 trường hợp phát hiện trong cộng đồng và 11 trường hợp tại các khu cách ly, phong tỏa của huyện, thành phố. Để ứng phó với diễn biến của dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là hạn chế tụ tập, tổ chức ăn uống đông người, nhất là các trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam và những ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu xuân. Hiện tại, các chốt kiểm dịch ra vào tỉnh Bắc Giang cũng đã được kích hoạt trở lại. Theo đó, người từ các tỉnh ngoài, đặc biệt là Hà Nội, Bắc Ninh và các tỉnh phía Nam được yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính mới được qua chốt, nếu không phải quay đầu. Một số địa bàn có dịch trong huyện cũng yêu cầu cách ly tại chỗ người từ vùng dịch về nếu ở lại qua đêm. Dấu hiệu suy hô hấp, bác sĩ hướng dẫn F0 điều trị tại nhà cần liên hệ y tế ngay. Thưa quý vị, từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 37.557 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 13.539 ca cộng đồng, 24.018 ca là đối tượng đã được cách ly. Giai đoạn thực hiện nghị quyết 128 từ ngày 11 tháng 10 đến nay, Hà Nội ghi nhận 33.446 ca mắc, trong đó 12.007 ca cộng đồng, 17.611 ca tại các khu cách ly, 3.828 ca tại khu phong tỏa. Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thành phố Hà Nội hiện có gần 1.500 bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình, 332 bệnh nhân COVID-19 ở mức nặng nguy kịch. Số bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội tử vong từ khi dịch bùng phát là 109 trường hợp. Hầu hết các trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong là người cao tuổi, có bệnh lý nền. Tổng số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị là 19.730 người, trong đó có hơn 10.000 người đang điều trị tại nhà, gần 5.000 người điều trị tại các cơ sở thu dung quận huyện, số còn lại điều trị tại các bệnh viện trung ương và Hà Nội, cơ sở thu dung điều trị của thành phố. Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đưa ra những lưu ý trong sử dụng thuốc hạ sốt và những dấu hiệu bị suy hô hấp cũng như cách dùng các loại thuốc kháng đông, kháng viêm với F0 điều trị tại nhà. Tại Hà Nội, F0 điều trị tại nhà từ 18 tuổi trở lên được phát miễn phí 3 gói thuốc, trong đó có gói B gồm nhóm thuốc kháng viêm như Desamethasone hoặc là Methylprednisolone, thuốc chống đông như Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran. Bác sĩ Hải Ninh lưu ý không dùng khi chưa có biểu hiện suy hô hấp và đặc biệt là không phải chỉ cần dùng thuốc này là F0 sẽ yên tâm ở nhà. Đây là loại thuốc dùng khi chờ liên hệ bác sĩ hỗ trợ. Bác sĩ Ninh lưu ý, bình thường trạng thái nhịp thở là dưới 20 lần một phút ở người trưởng thành. Nếu đếm nhịp thở trên 25 lần một phút thì có nguy cơ khó thở. Rõ ràng hơn nữa thì có cảm giác tức ngực, khó thở, không thể nói hết câu dài, trọn vẹn một câu. Đó là triệu chứng gợi ý suy hô hấp. Theo hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội, với F0 điều trị tại nhà, cần trang bị máy SpO2 cặp ở đầu ngón tay để đo chính xác nồng độ bão hòa oxy trong máu. Bình thường SpO2 trên 96% nếu chỉ hít thở khí thở, nếu SpO2 dưới 96% là dấu hiệu suy hô hấp. Bác sĩ Ninh khuyên không nên sơn móng tay vì khi sơn tín hiệu nhận biết trên đầu cặp SpO2 không chính xác nữa, nên có thể chỉ số này bị hạ dù thực tế ta không thiếu oxy. Thuốc kháng đông kháng viêm không dùng cho phụ nữ mang thai. Khi cho con bú hay mắc một số bệnh như viêm loét dạ dày tá tràng, suy gan, suy thận, các bệnh lý dễ gây chảy máu đường tiêu hóa, đường tiết niệu. Sốt là triệu chứng nhiều F0 điều trị tại nhà sẽ gặp phải. Loại thuốc hạ sốt mà các gia đình nên sử dụng là acetaminophen, thuốc paracetamol. Loại thuốc này có nhiều dạng, uống, đặt hậu môn, gói bột pha nước. Tùy thuộc vào lứa tuổi dành cho gia đình để chuẩn bị các chế phẩm phù hợp. Với gia đình có trẻ em nên chuẩn bị thuốc dạng bột để pha nước cho trẻ uống hoặc viên nang đặt hậu môn để dễ dàng hơn cho trẻ tiếp nhận thuốc đó. Thuốc này không cần bác sĩ chỉ định, nếu sốt trên 38 độ C là có thể chủ động dùng thuốc.
Bác sĩ Ninh hướng dẫn, có thể tính theo công thức đơn giản về liều cho một người lớn và cả trẻ em, đó là 10-15mg 1kg cân nặng nhân với cân nặng của chúng ta. Ví dụ một người 50kg thì uống được 1 viên 500mg, người 75kg có thể uống 2 viên 500mg. Thuốc này cách nhau 4-6 tiếng, mỗi ngày tối đa 5 lần. Ngoài ra, F0 điều trị tại nhà cần uống nhiều nước. Nước hỗ trợ giảm nhiệt độ cơ thể, có thể uống Orezon pha đúng tỷ lệ ghi trên bao bì. Bác sĩ Ninh cũng lưu ý nếu F0 không sốt thì không có chỉ định dùng paracetamol vì thuốc chỉ có tác dụng làm hạ nhiệt, không có tác dụng dự phòng. F0 chỉ uống hạ sốt khi nhiệt độ cơ thể trên 38 độ C. Ngoài thuốc hạ sốt, các loại thuốc xịt họng, xịt mũi, nước muối sinh lý rửa mũi họng, súc họng, các gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn. F0 điều trị tại nhà duy trì tối thiểu việc rửa súc họng bằng nước muối sinh lý 3 ngày một lần, nhiều hơn có thể từ 4-5 lần một ngày, không có yêu cầu gì đặc biệt về liều lượng, cách dùng. Lâm Đồng dừng các chốt kiểm dịch. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc dừng các hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ 6 giờ ngày 27 tháng 12. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, tính đến ngày 24 tháng 12, tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 đạt 75,9%, trong đó dân số trên 18 tuổi đủ liều vaccine đạt 96,1%. Do đó, nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tính đến chiều ngày 26 tháng 12, tỉnh Lâm Đồng có 2 chốt kiểm soát dịch bệnh liên tỉnh đang hoạt động. Chốt số 1 nằm trên đèo chuối quốc lộ 20, huyện Đào Hoai, tỉnh Lâm Đồng, kiểm soát người dân và tỉnh Lâm Đồng từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam. Chốt thứ 2 nằm tại xã Đà Trai, huyện Lạc Dương, kiểm soát người dân và địa phương từ các tỉnh Khánh Hòa. Trong các chốt kiểm soát dịch bệnh, chốt số 1 là chốt thường xuyên quá tải do lượng người vào tỉnh Lâm Đồng nhiều tăng đột biến khi các tỉnh thành mở cửa đi lại, thực hiện bình thường mới. Trường đại học còn chẳng bằng cái chợ. Thưa quý vị, nói cho chính xác thì vụ mua bán bằng cấp ở trường đại học Đông Đô cũng không thể nói là chợ thông thường, quá lắm thì chỉ là chợ đen. Bởi chợ như ta thường thấy cũng phải được phép mới được hoạt động và nó hoạt động công khai, đàng hoàng. Chứ bằng cấp đâu được phép kinh doanh mà cũng mua bán rồi cũng mời chào trích phần trăm dưới cái mắc đào tạo. 29,8 đến 35 triệu đồng là mức học phí cho một khóa, một học viên hệ văn bằng 2 ngôn ngữ Anh ở Đại học Đông Đô. Nói học phí cho ngoài trước đây là cái giá mua bằng, bởi là đã học phí thì chỉ đơn thuần là khoản tiền nộp và hoàn thành khóa học, chứ đâu có chuyện bao tiêu, cứ đủ tiền là làm thủ tục cấp bằng như ông cựu hiệu trưởng trường đại học Đông Đô thừa nhận trước tòa. Còn 7 triệu đồng là mức hoa hồng cho một hồ sơ. Cựu phó hiệu trưởng kiêm phó viện trưởng viện đào tạo liên tục Trần Kim Anh khai, theo quy định của nhà trường khi cán bộ mời được học viên tham dự sẽ được nhà trường trích lại một số tiền cụ thể để thưởng trên hồ sơ. Tính ra tỷ lệ hoa hồng khoảng 20-25%, rất dễ ăn. Bằng cả tháng lương cần vẫn đi dạy của một giảng viên tiếng Anh trên giảng đường. Vậy thì cũng dễ hiểu sao cán bộ trường đại học lại trở thành nhân viên sale bán hàng khi mà cơ chế nhà trường đã ra giá sẵn như thế. Không biết từ bao giờ trong cái thị trường bằng cấp này lại có cái phương trình vi diệu đến thế. Một có, hai không, có tiền cộng không đi học, cộng không thi bằng kết quả. Thế nên, chưa đầy một năm từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, đã có 429 văn bằng và 2 giấy chứng nhận giả được cấp, và trường đại học Đông Đô thu hơn 7 tỷ đồng, kể ra cũng đắt khách đấy chứ. Trong 210 người được cấp bằng giả thì có 67 người dùng làm nghiên cứu sinh, 9 người dùng để học thạc sĩ, nộp thi ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức. Khép lại phiên xét xử chiều ngày 24 tháng 12, tòa tuyên án bị cáo Dương Văn Hòa, cựu hiệu trưởng trường đại học Đông Đô là 12 năm tù, cũng là mức nặng nhất trong các bị cáo có mặt. Các cá nhân khác cũng bị nhận chịu trách nhiệm hình sự, lĩnh án tù. Trường đại học Đông Đô buộc phải truy nộp ngân sách hơn 7,1 tỷ đồng đã thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả. Trong khi đó, kẻ chủ mưu trong vụ án này là bị can Trần Khắc Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học Đông Đô vẫn đang bỏ trốn. Nếu tính hơn 7 tỷ đồng thu lợi bất chính thì vụ án này không phải lớn. Thế nhưng vì sao nó gây rúng động dư luận? Chính bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng mà nó gây ra với xã hội, xâm phạm các hoạt động hợp pháp của cơ quan tổ chức, gây dư luận xấu, bất bình, mất niềm tin trong xã hội và làm giảm chất lượng đào tạo sau đại học nói chung.
nay tòa đã tuyên án các bị cáo được cho là phạm tội lần đầu, không được hưởng lợi hoặc đã nộp lại phần tiền hưởng lợi bất chính nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Chúng ta không bàn cãi thêm. Thế nhưng với những người đã mua bằng thì sao nhỉ? Giả sử vụ việc không bị vỡ lở ra, họ đương nhiên là những người hưởng lợi và sẽ tiếp tục công việc của mình, đáp ứng yêu cầu bằng cấp, rồi còn có thể dùng bằng cấp giả đó để làm bàn đạp thăng tiến trong sự nghiệp. Vậy nhưng, khi hội đồng xét xử thay đổi tư cách tham gia tố tụng từ nhân chứng sang người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, thì trong số 210 người được triệu tập, chỉ có 2 người có mặt tại tòa. Một bàn tay vỗ không thành tiếng, bên bán thu tiền, bên mua hưởng dịch vụ, những mối quan hệ mua bán làm đảo lộn toàn bộ giá trị học và thi, khiến bằng cấp bị rẻ rúng và trở thành trò cười, không hơn, không kém. Vậy nên, người viết cho rằng trách nhiệm mà bên mua phải chịu thì cũng không thể chỉ dừng lại ở mức khui sự thật ra là xong chuyện. Đáng buồn hơn là trong xã hội hiện không chỉ có tình trạng học giả bằng giả mà vấn nạn học giả bằng thật cũng nhức nhối không kém. Nếu bằng cấp chỉ là tấm vé cho có để qua vòng gửi xe thì có cần thiết phải xính bằng cấp đến vậy? Còn đã là một yêu cầu quan trọng thì nhất thiết không để tồn tại tình trạng cấp bằng dễ dãi như hiện nay được.